con đọc coi. Cho ba về Tây Phương. Rồi con đọc đi. Rồi đâu con đọc đây. Nam mô Tây Phương Cộng hòa thế giới ta Phật quốc cơ. Vàng ức Nguyên Khập Đủ Hi Mù Bác Đồng Vinh Đồng Hiệu Đại Kỳ Đại Bi Ít Giả Nông Vinh Ba Con Quỷ Dân Nghẻo Tuổi Trình Kỳ Tây Phương. À, giỏi quá. Chào quý bà cô chú anh chị, thì ngày hôm nay Thanh Hải tiếp tục đến cái nơi chỗ ở mới của chị Cù Lan, đó là vợ anh Nghĩa mà cách đây cũng hơn một tháng nay thì gọi là thả lưới trên sông mất tích của quý cô chú anh chị. Thì hiện tại là chị và cùng ba đứa con đến đây để xin ở nhà trên đây, thì sau đây mình nhờ chị dắt đến chỗ ở mới như thế nào cô chú anh chị. Rồi chị ơi, mình đi vô đến chỗ ở mới của mình như thế nào hả chị? Mình dạ chỗ em ở đây. Dạ chị đi vô. Ở đây hả chị? Dạ. Ồ. Ủa đây là gần như là mấy cái này chuồng heo hay gì vậy? Dạ. À. Còn chỗ này là mình ý định là sẽ ở đây ha, dạ. Mình che đỡ ở. Che ở đây quay cái mặt xuống đây. Mình đánh từng cho dễ. Ở đây là đất cát này của ai? Của người ta anh ơi. Là mình hỏi người ta ở nhà. Dạ, ha? Ở đậu. Ở đỏ. Ai đâu mà tốt bụng với gì ta, có quen bà con gì không? Thiệt bà con. À bà con ha. Người ta thấy nghèo khổ tội nghiệp, người ta thấy chồng mắc nữa, người ta cho ở đậu. Em xin ngoài kia mà không có được. À. Được cái gì em gái một gì? Ủa đây là mà che là che cái gì, che nấu gì vậy? Nấu tấm heo. À là nuôi heo đây đó ha. Dạ. Của con ta. Dạ. Rồi mình ý định là khi nào mình về đây? Em tới cỡ mười mấy 20 ngày nữa chắc vô đây ở. Đám từng 49 ngày của chồng em rồi á. Là hiện tại là ngôi nhà ở chỗ cũ là mình đang di dời vô đây đó không? Dạ. Dở được không? Dạ. Chỉ là vô đây mình che máy rồi mình cắt ở tạm thôi chứ đâu có xây kiên cố gì hết chị? Dạ không. Thì về cái phần mà kinh phí cũng như là di chuyển như vậy thì như thế nào? À, có mấy thằng em gửi nó nghỉ mặn đó. Nó lại làm giùm tiếp em. Để phụ tiếp ha. Dạ. Chứ không có mướn gì ha. Dạ. À. Vì chỗ này chị cảm nghĩ như là đặc vụ ba mẹ con sống ở đây cảm thấy nó như sao, chặt vặt như thế nào vậy không? Thì cũng cởi trang chút, có che nắng che mưa đỏ, đừng có ướt lạnh được rồi. À. Nha. Chứ không cần mà bự nữa em. Có che nắng che mưa, đừng có mưa nắng được rồi. Cho mấy đứa nhỏ nó ở, nó học. Thì những video lần trước anh em ghi tải lên thì ở ngoài nhà cũ á. Nha. Thì chắc có lẽ là cộng đồng cũng đã biết cái ngôi nhà đó. Thì hôm nay mà đến đây mà tìm hiểu về câu chuyện như thế này mà ghi hình là chị là có ý định là về đây chị sống á, thì trong khi đó là nếu cái clip đăng tải lên là thì chắc chắn là sẽ có nhiều người, người ta sẽ hỏi về cái vấn đề lý do tại sao có nhà mà không chịu ở mà về đây á, thì sẵn tiện đây mình chia sẻ đi với lý do như thế nào mà chị phải bỏ ngôi nhà ngoại mà chị đi về đây chị ở đó chị. Tại vì em nửa hôm lỡ, em sợ lỡ có mấy đứa nít nhỏ sợ mẹ con gớt xong không dám ở. Với tâm linh ở nhà đó có nãy kia em không dám ở. À, tất nhiên là cũng như mình sợ về cái vấn đề cũng như là ban đêm ban hôm mà dạ. Nhà thì cặp ven sông thì không biết cái khu nó lỡ giờ nào ấy. Dạ. Cho nên mình sợ cũng như là về cái điều an toàn về cho con cái bản thân của mình, cho nên mình đã quyết định là di về đến đây để dạ. Tạm ở đỡ trên đây. Dạ. Đây chỗ này nó có mùi của phân heo của chú anh chị, dạ. Nói chung là rất là khó chịu. Thì, cởi ở đỏ trước mắt thì chị Kiều Lan đây cũng phải chấp nhận về cái điều này để mà sống ở trên đây, chị có chắc vặt về một thời gian để mà cùng nhau mà lo cho ba đứa con nhỏ. Rồi mình đợi sau khi 7-7-49 ngày của anh Nghĩa mình về đây mình ở ha. Dạ. Để em làm hoàn thành mới đem cái ly hương mình đi vô chứ, để có tang ta đâu có cho mình tá túc đâu được. Rồi như chỗ này nhỏ như gì rồi sau khi mà 49 ngày mình vô đây rồi nữa, khi từng 100 ngày 3 tháng 10 ngày thì sao? Thì em che trên đó rồi mình ta ăn uống trên đó. Che đỡ trên đó luôn nha. Dạ. Chứ nhỏ tính theo nhỏ nó chứ ở đụng có đồ được, ở ngoài đâu có được. Rồi khi mà về đến đây thì cũng như là ở đây em thấy toàn là ruộng không à. Mình sẽ ý định đi làm gì? Lần đi bằng cỏ, bẻ ớt, bẻ dưa gì mà em muốn gì lần nấy.
Rồi về đây trong đồng gì là mấy đứa cháu đi học có xa trường không chị? Cũng gần. Vô đây có gì, dạ, có gì ăn nấy, đặng mặn kiếm thêm đưa. Em có đưa gứt lên á, có gỡ cho gì đồ mấy chị ở chớm này nè. Em đi mặn được. Cái ngôi nhà ở trước này là ngôi nhà gọi là chủ đất này hay gì? Dạ. Từ đây mà về nhà ngoại thì có xa không chị? Dạ cũng được, cũng được, cũng gần. Bắt lên nữa học gì đó đó. Khi mà mình đi về vô đây thì ba mẹ của anh Nghĩa có chấp nhận không? Ba mẹ nói thì giờ con muốn đi đâu thì đi, chứ già con không nuôi thì mấy anh nuôi. Con nói con nuôi con, bên tại vì con của em nó còn quá nhỏ. Giờ giờ cha mẹ già nữa, em mặn mặn mình mà em bư ba bốn người em không có nổi, mà không đủ tiền cho lên Thái ăn học nữa, tới đâu mà tới ông bà nữa. Là tất nhiên là mình cũng có một cái ý định là sẽ nuôi, dạ, nhưng mà do không đủ điều kiện nó không đủ điều kiện cho nên mình là mới về đây mình ở, chứ không phải là mình có ý định mình bỏ bê gì ha. Dạ. Nói chung thì ba mẹ của anh Nghĩa thì cũng còn anh em mà. Dạ. Gì cũng đỡ hơn. Trong khi đó là chị thì phải mà một mình cô mang ba đứa cháu thì nó cũng khá là chật vật rồi, dạ, cho nên vất vả hơn. Thì cũng mong hy vọng rằng khi mà đến đây chỗ ở mới này thì cũng nhờ ông bà đất đai đây, dạ, cũng phù hộ độ cho ba mẹ con của chị được, trước là được mạnh giỏi, sau nữa thì cũng như là có công ăn việc làm nó ổn định hơn, dạ, để mà tạo cái điều kiện cũng như là lo cho kinh tế của về sau của ba đứa nhỏ. Dạ. Rồi cái chỗ nào mà chị định cắt cái chòi mà ở tạm đó chị? Cái khu vực nào? Nhà khu vực này nè, vòng vòng đây nè. Dạ. Đây em làm chặt chuối sáng giờ đó. Em vô em làm đó. Có lớn luôn ha. Dạ. Phạm vi nhỏ mà. Cái mẹ, ở mẹ con có che nắng che mưa là đời quý rồi. Thì bây giờ cũng mình chờ cái này là mình cắt cách sao? Mình chôn cây để mình làm cái sàn. Dạ, em chôn nóng á. Nóng rồi, dạ, đổ sàn cho nó sạch sẽ một tí ha. Đổ sàn mình ta, mình không có điều kiện với lợi mình ở đậu của người ta. Dán mà. Mấy đà mình đóng dán như ngoài kia. Như chuyển người nhà sàn á. Nhà sàn em làm nhà sàn mà. Nhà sàn. Ủa nhà sàn về cái phần dán thì sao? Dán của người ta cho em. À, chứ nãy nhà cũ thì em thấy là nhà cũ là không có dán. Dạ, nhà tại vì nhà em ngoài nhà gạch. Thiết thì thiết cũ em dừng, thiết của em đó. Yeah. Thì ngày hôm nay thì có tất cả anh em đến đây cũng trước là chia sẻ về hoàn cảnh của chị, sau nữa thì cũng đăng tải những đoạn video lên. Thì bây giờ là như là trước mặt của chị đây là một cái ống kính á, thì trên tất cả ống kính này là có những tất cả quý cô chú anh chị em, yeah, đang xem, cũng như là các mạnh thường quân đang xem ở đây. Thì mình có đôi lời gì đó là cũng như là muốn nhờ đến cộng đồng, thì nhà chị chia sẻ lên cho tất cả các anh em đây cùng với cô chú chị em nghe anh chị. Rồi em mời chị. Em nhờ các mạnh thường quân đó, thương mẹ con em, cho nãy kia cho mẹ con em có số tiền để ở đỡ nuôi con. Tức là mình nhờ cũng như là các mạnh thường quân, dạ, nếu ai đồng cảm về hoàn cảnh ba mẹ con thì khó khăn, vui lòng giúp đỡ, thì cũng như là để cho mẹ con cũng có một số khoản tiền, tiền để mà trang trải, dạ, cho cuộc sống sắp tới đây ha. Dạ. Dạ. Bạn cho bác Lê rồi bác Thái có hạt tiền để ăn học. Ngộ độc. Không có xỉu với mẹ. Năn nỉ em vậy đó. Hai chị. Con Lê á. Nó kêu mẹ ơi đừng có xỉu nữa, mẹ đi mặn kiếm tiền nuôi Lê ăn học nha. Để thương mẹ lắm. Dạ không, cát không à. Ra đây nè con, nè mày dắt xuống. Đâu nãy con nói con ca bài gì đó. Con đọc bài Tây Phương của ba coi. Con chào cô chú đi. Chào cô chú. Đâu, nào, chào lại coi. Chào lại. Chào cô chú đi. Chào cô chú. À, con tên gì? Con tên Ngọc Dơi. Rồi con đứng đi, con cứ đứng đi. Con tên gì? Con tên Dơi. Lê. Con Dơi. Lê hết Dơi. Dơi. Rồi, rồi, thôi đúng rồi. Bây giờ nè. À, khi nãy con có nói với chú là con sẽ đọc cái bài gì đó? Bài Tây Phương á. Bài Tây Phương. Bài Tây Phương. Cho ba về được không? Con đọc ba về Tây Phương. Cho ba về Tây Phương. Rồi con đọc đi. Rồi đâu con đọc đi. Nam mô Tây Phương Cộng hòa thế giới Tam Phật.
bất cứ. Dạng ức mi khập đủ hi mù bác đồng danh đồng hiệu đại trì đại bi ít giả nông dinh ba con nghĩa nghẻo tuổi tình dạy đi hơn. Ờ, giỏi quá. Ừ. Đâu nè, cái nhà mới của con chị My ở là đâu nè, chỉ cho chú ơi. Không phải. Ở, không, cái nhà mới của này à. Nhà mới đâu? Đây nè. Nhà mới đây. Ồ, nhà mới ở đây đây hả? Dạ. Ôi ôi. Lên nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi. 3 tuổi rồi. Sao mà lanh như vậy? Tại con 3 tuổi. Tại 3 tuổi là lanh đó ha. Không có gì ăn. Không có gì ăn gì hả? Có tiền xài không? Không. Không luôn. Hết tiền rồi. Hết tiền luôn rồi. Ôi ôi. Rồi giờ bữa nay đi bán vé số ha. Không. Nè, nghe tiếng hỏi là con Lê có đi học không? Cô ủa hả, gái học giỏi nha. Con ca coi gia đình coi, ba thương con coi. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà cha cùng thương yêu nhau, cha nhà nhớ cùng nhau và cười. Ôi, quá giỏi sao. Con ca mẹ thử cơm coi. Yêu mẹ chi nhờ sáng sớm dậy hỏi cơm mùa cá em kề má tuột mẹ yêu ơi mẹ ơi yêu mẹ lắm ít giả chậm khổ tuổi trời người gia đình. Nè Lê nhớ ba nhiều không? Nhớ nhiều không? Nhiều hả? Nhớ. Lê có thấy ba chưa? Không thấy luôn. Nhớ. Đây đâu rồi? Ba trước rồi. Ủa đây con mũi nó bự hơn con ruồi nữa chắc. Dạ, con lời vô đây chắc ung mũi. Mình nhân mũi đốt nó để nó cắn tội nghiệp. Rồi thôi con lại mẹ đi. Dạ. Đừng có giết cổ mẹ. Tên giờ thì cái video clip đến đây xin kết thúc. Và hãy cũng hẹn gặp lại tất cả quý cô chú em trong một lần sau. Thì hiện tại cũng như là ở đây là cái ngôi nhà của chỗ ở mới của chị Kiều Lan, quý cô chú anh chị. Rồi thân ái xin phép kết thúc video đây nha.